Chuyện của Sao sẽ chào đón một nữ danh ca có giọng hát trầm buồn, đã để thương để nhớ cho bao người yêu nhạc, nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Trong một dịp hiếm hoi, người ca sĩ rất kính tiếng này có dịp thổ lộ, chia sẻ những câu chuyện rất đời. Đó là cũng hạnh phúc rất nhiều, tại vì khán giả đã đón nhận cái dòng nhạc này trở lại. Khi mình hát, mình cảm thấy là mình trở lại những thời xa xưa, mình rất là hạnh phúc. Và cả những điều còn ít biết đằng sau sự nghiệp ca hát. Cuộc đời của Trang Mỹ Dung thì có rất là nhiều biến cố. Mình nghĩ là chắc mình không có đi hát nữa. Nhưng mà vì gia đình, vì cuộc sống, mình cũng phải ráng ra đi hát và chọn những cái bài hợp với mình để hát. Đón xem Chuyện của Sao với danh ca Trang Mỹ Dung, được phát sóng vào lúc 20:15 thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019, chỉ có trên VTV9.